đặt vé máy bay đi Mỹ hoặc là từ Mỹ về Việt Nam ấy, mình rất là hay đặt ở trang web booking.com. Mình rất là thích đặt ở trang web này. Chọn hãng máy bay nào là do sở thích của từng gia đình. Và mình thì đặt máy bay về của hãng ANA của Nhật. Chiều từ Mỹ về Việt Nam ấy thì mình không có quay ở đây. Về Việt Nam cũng khá là nhiều việc, thay đổi múi giờ. Xuống sân bay thì nghỉ một lát, vào rửa mặt, đó, tìm một tiệm cà phê, sáng uống cà phê theo thói quen. Quanh một lát thì cũng tìm được cái tiệm cà phê này, ngó vào thấy một cà phê thơm lừng. Đó. Xuống thì thấy hơi lạnh lạnh, là muốn gọi cái gì đấy nóng nóng, gọi cà phê uống, ngồi chiêu chiêu nhìn ra sân bay, đó. Uống cà phê xong thì nghỉ ngơi một lát rồi đi vòng vòng ngắm xem mua đồ miễn thuế. Đấy, nhìn xem, chocolate này, bánh, mình mê lắm. Người Nhật họ làm cái gì cũng tinh tế, nhìn cái gì cũng muốn mua. Phải công nhận là tiếp viên hàng không của hãng ANA phải nói là nhiệt tình cực kỳ. Ăn uống thì ôi rồi, ăn cả uống suốt chặng bay, nhiều cực kỳ luôn ấy. Rồi đi dạo một vòng xem có cái tiệm ăn nào ngon ngon ấy, thì lát sẽ ăn một bữa nữa rồi sẽ lên máy bay. Đi hết một vòng, mua đồ cũng khá khá đấy. Ngắm được mấy tiệm ăn thì hỏi ý kiến con gái, thì con gái nói là đấy, quyết định vào cái tiệm mà có mì, bởi vì con gái nói là muốn ăn mì. Đó, ok. Đây, vào tiệm này ngồi ăn. Ăn mì thì gọi hai loại mì. Đấy, một bát màu trắng và một bát màu đỏ. Ăn sushi nữa. Sushi thì mình cũng ăn nhiều nơi rồi. Đúng là người Nhật họ làm khác hẳn những cái tiệm mà sushi mà mình không rõ. Nhiều người người ta mở sushi nhưng mà không phải người Nhật làm ấy. Trời ơi, sushi ở đây ăn thì thôi, ngon tuyệt vời luôn, không thể chê được. Ăn sushi là mình ăn ở tiệm khác nghe, chứ không phải tiệm này. Ăn uống xong thì lại đi ra một cái tiệm để uống trà, cà phê, relax, ăn bánh kẹo, chocolate mình vừa mới mua. Nếu ai mà có cái thẻ mà kiểu giống như là về dành cho tương gia ấy, thì mỗi một hãng họ sẽ có những cái phòng nghỉ ấy,
thì vào đó nghỉ ngơi. Nếu ai không có thì nghỉ ở những cái ghế dài của sân bay Nhật cũng rất là sạch sẽ, ngủ thoải mái luôn. Nhưng mà nhớ là để chuông hoặc nó như nhà gọi chứ không là ngủ quên luôn đấy. Hàng miễn thuế ở sân bay Nhật thì có nhiều loại lắm. Bạn có thể mua đủ loại, nhà mình thì mua chocolate tươi này, nhiều lắm. Sữa rửa mặt nội địa này, vô nhiều thứ lắm. Nói chung là đủ thứ mua hết. Đó, 10 tiếng với nhà mình là rất là nhanh. Đi ra sân bay hoặc là đi từ sân bay về, nếu mà có người đón thì dễ rồi. Nhưng mà nếu bạn không có người đón ý, thì gọi Uber hoặc là Lyft. Hoặc là ra cửa sân bay ấy, có những cái taxi mà họ đứng họ chờ khách ở đấy. Nếu mà họ không đưa khách đi thì mình có thể đi ở những cái taxi họ đứng chờ đấy. Cũng rất là nhiều.